đồng tổ chức đại nhạc hội 8 Wonder. VinFast và VinWonder đang khiến cộng đồng người yêu âm nhạc trên cả nước đứng ngồi không yên trước sự kiện đẳng cấp quốc tế, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi vào ngày 22 tháng 7. Sự kiện âm nhạc này đưa nghệ sĩ tỷ view Charlie Puth về Việt Nam cùng sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà. Với vai trò là nhà tài trợ vận chuyển chính thức của sự kiện, VinFast sẽ đưa đón toàn bộ nghệ sĩ bằng dàn ô tô điện đầy ắp công nghệ hiện đại. Hoạt động này thể hiện khát vọng của hãng xe Việt tiên phong đưa thế giới tới gần Việt Nam, đồng thời nâng tầm âm nhạc, nghệ thuật, bản sắc Việt vươn tầm quốc tế. Tại sự kiện, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng giải sản phẩm xe điện đa dạng của VinFast bao gồm xe bus, ô tô, xe máy và xe đạp điện cũng như phòng truyền thống của VinFast, nơi tái hiện lịch sử từ hãng xe Việt đến hãng xe điện thông minh toàn cầu. Toàn bộ không gian trưng bày xe và phòng truyền thống được thiết kế hòa sắc cùng lễ hội âm nhạc, tạo nên hình ảnh về một VinFast hoàn toàn khác, hiện đại, năng động, hội nhập và dẫn đầu xu hướng. Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham quan cũng có thể trải nghiệm xe đạp điện VinFast hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên VinFast tổ chức lái thử xe đạp điện tại cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể trải nghiệm thêm các mẫu ô tô điện đang có mặt trên thị trường, VF5+, VF8, VF9. Đắm mình trong không gian triển lãm xe,